Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến Trong video ngày hôm nay 14 tháng 11 năm 2021 Lê Đinh xin được trả lời một số câu hỏi của quý vị về việc sở thất nghiệp của tiểu bang California EDD gửi thư thông báo đến những quý vị nhận tiền PUA trong thời gian đại dịch phải nộp những giấy tờ chứng minh việc làm của quý vị theo một thời hạn quy định. Những câu hỏi đó bao gồm Tại sao PUA phải nộp giấy tờ chứng minh việc làm? Hồ sơ PUA của tôi mở trước ngày 27 tháng 12 năm 2020 nhưng tôi vẫn nhận được thông báo của EDD yêu cầu nộp các giấy tờ này. Vậy tôi có cần nộp hay không? Tôi chỉ cần nộp một giấy khai thuế thôi được hay không? Câu hỏi thứ tư, nếu không có giấy khai thuế thì làm sao? Câu hỏi thứ năm, năm 2019 không có đi làm, cho nên không có giấy khai thuế, vậy tôi phải làm sao? Sau đây, Lê Đinh xin được phép trả lời câu hỏi thứ nhất. Tại sao những quý vị nhận tiền PUA phải nộp giấy tờ chứng minh việc làm? Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, tức là vào ngày thứ tư vừa rồi, rất nhiều quý vị đã nhận tiền thất nghiệp PUA ở tiểu bang California trong thời gian đại dịch vừa qua đã nhận được những thư thông báo của EDD yêu cầu quý vị phải nộp những giấy tờ chứng minh về việc làm. EDD cho biết việc nộp các giấy tờ chứng minh việc làm này là làm theo luật của liên bang, tức là quý vị phải chứng minh rằng quý vị đủ điều kiện để nhận các khoản tiền PUA của liên bang trong thời gian đại dịch vừa qua bởi vì PUA là chương trình trợ cấp thất nghiệp từ liên bang dành để hỗ trợ cho những quý vị làm nghề lao động tự do bị thất nghiệp vì đại dịch mà quý vị không đủ điều kiện để nhận tiền thất nghiệp của tiểu bang tức là quý vị đã không đủ điều kiện để nhận tiền thất nghiệp theo chương trình UI cũng vì lẽ đó quý vị phải nộp những giấy tờ để chứng minh với chính phủ liên bang rằng quý vị đang có việc làm hoặc là quý vị sắp có việc làm nhưng việc làm của quý vị không tiếp tục được vì đại dịch xảy ra. Nhiều kẻ gian đã lợi dụng những xáo trộn trong đại dịch để nộp những giấy tờ giả, khai mang hoặc là ăn cắp các số an sinh xã hội để lấy tiền trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, việc yêu cầu quý vị nộp những giấy tờ chứng minh về việc làm là một trong những bước quan trọng mà chính phủ liên bang yêu cầu sở thất nghiệp địa phương phải thực hiện để chống việc gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp sở dĩ chỉ có những quý vị nhận tiền pua mới cần phải nộp những giấy tờ này còn những quý vị nhận tiền ui thì không cần làm là vì tiền ui là tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang và khi quý vị nộp đơn xin tiền ui quý vị đã phải nộp những giấy báo về tiền lương về nơi làm việc của quý vị với sở thất nghiệp địa phương và tiểu bang cũng đã thu thập được các thông tin của quý vị từ các công ty hãng xưởng hay các cơ sở nơi quý vị làm việc còn PUA là chương trình trợ cấp thất nghiệp mới chỉ có trong thời gian đại dịch. Nên việc quản lý về tiền thất nghiệp của chương trình này từ các sở thất nghiệp địa phương còn rất nhiều thiếu sót. Do đó, rất nhiều kẻ gian đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý này để gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp PUA. Câu hỏi số 2. Trong thông báo của EDD, chỉ những hồ sơ PUA nào mở sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 mới cần nộp những giấy tờ chứng minh việc làm Hồ sơ PUA của tôi mở trước ngày 27 tháng 12 năm 2020, nhưng tôi vẫn nhận được tin nhắn này của EDD. Vậy tôi có cần phải nộp các giấy tờ theo tin nhắn này yêu cầu hay không? Quý vị thân mến, đúng như quý vị nói, trong thông báo của EDD chỉ đề cập đến trường hợp của những hồ sơ PUA mở sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 hoặc là trong năm 2021 mới cần phải nộp những giấy tờ chứng minh việc làm với EDD. Nếu quý vị có hồ sơ PUA mở trước ngày 27 tháng 12 năm 2020 mà quý vị vẫn nhận được các thông báo yêu cầu nộp các giấy tờ chứng minh việc làm từ EDD. Theo Lê Đinh, đó có thể là do EDD chưa điều chỉnh lại hệ thống máy tính của mình để có thể phân biệt được những hồ sơ PUA nào trước 27 tháng 12 năm 2020 và những hồ sơ PUA nào sau 27 tháng 12 năm 2020 mà hệ thống máy tính của EDD chỉ đồng loạt gửi các tin nhắn một cách tự động đến tất cả những hồ sơ PUA trong năm 2020 và năm 2021. Tuy vậy, đó chỉ là suy nghĩ riêng của Lê Đinh mà thôi. Bởi vì đến ngày hôm nay, EDD vẫn chưa đưa ra một thông báo hay những hướng dẫn nào cụ thể có liên quan đến trường hợp này. Có thể trong tuần tới, EDD sẽ có những thông báo cụ thể và rõ ràng hơn cho dù thế nào đi nữa, theo Lê Đinh, nếu như quý vị đã nhận được tin nhắn hay email hay thông báo của EDD yêu cầu quý vị nộp những giấy tờ chứng minh về việc làm, thì cho dù hồ sơ PUA của quý vị bắt đầu từ trước 27 tháng 12 năm 2020, quý vị cũng nên làm theo những yêu cầu của EDD. Bởi vì nếu quý vị có đầy đủ những giấy tờ chứng minh về việc làm của quý vị trong khoảng thời gian mà EDD yêu cầu thì quý vị cứ nộp những giấy tờ đó. Để bảo đảm số tiền PUA mà quý vị đã nhận trong suốt thời gian vừa qua không bị EDD đòi lại. Trường hợp quý vị đã nộp giấy tờ rồi mà sau này EDD thông báo rằng EDD không cần quý vị nộp những hồ sơ đó nữa vì PUA của quý vị mở trước ngày 27 tháng 12 năm 2020 thì quý vị cũng không bị ảnh hưởng gì. Câu hỏi số 3, tôi chỉ cần nộp giấy khai thuế cho EDD thôi có được hay không? Câu trả lời là được. Trong danh sách những giấy tờ gợi ý của EDD có nói, nếu quý vị là những người tự kinh doanh, quý vị có thể nộp những giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy khai thuế, biên lai hoặc hóa đơn kinh doanh, hợp đồng kinh doanh, hoặc là các bank statement, tức là bản chi thu trong các tài khoản ngân hàng về việc kinh doanh của quý vị. Nếu quý vị là những nhân công hay những nhân viên, quý vị có thể nộp những cuốn phiếu lương, tức là cùi check, mẫu khai thuế W2. Nói chung, giấy khai thuế là một trong những loại giấy tờ mà quý vị có thể nộp cho EDD để chứng minh về việc làm của mình. Tuy nhiên, trước khi quý vị nộp bất kỳ một loại giấy tờ nào cho EDD, quý vị phải kiểm tra lại xem giấy tờ đó có phù hợp với trường hợp của quý vị hay không, các giấy tờ đó có đúng theo phạm vi thời gian mà EDD yêu cầu quý vị hay không. Chẳng hạn, EDD muốn quý vị nộp những giấy tờ chứng minh quý vị có đi làm trong khoảng thời gian từ 1 tháng Giêng năm 2019 đến 2 tháng 2 năm 2020. Nhưng quý vị lại gửi cho EDD cùi check tiền lương quý vị nhận được vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 hay là giấy khai thuế của năm thuế 2018. Thì các giấy tờ đó sẽ bị EDD cho là không hợp lệ. Còn việc quý vị thắc mắc rằng quý vị chỉ gửi một giấy tờ theo yêu cầu của EDD có được hay không? Câu trả lời sẽ là được. Bởi vì theo thông báo của EDD, Quý vị phải gửi ít nhất là một dạng tài liệu từ các phần bên dưới phù hợp nhất với quý vị, tức là quý vị có quyền được chọn một tài liệu mà thôi, nhưng những tài liệu đó phải phù hợp với quý vị nhất. Còn nếu quý vị có nhiều hơn một tài liệu, chẳng hạn như quý vị vừa có giấy khai thuế, quý vị vừa có cùi check, quý vị vừa có biên lai like hoặc hóa đơn kinh doanh, quý vị cứ nộp thêm những giấy tờ chứng minh đó, bởi vì khi quý vị nộp càng nhiều giấy tờ chứng minh thì càng bảo đảm về tính đủ điều kiện cho hồ sơ PUA của quý vị. Giống như trong thông tin này của EDD, cung cấp nhiều hơn một tài liệu có thể giúp hỗ trợ việc xem xét bằng chứng việc làm của bạn. Nếu quý vị gửi càng nhiều những giấy tờ chứng minh về việc làm của quý vị, tức là quý vị báo cho EDD biết rằng tôi là người đủ điều kiện để nhận số tiền này bởi vì tôi có tất cả những giấy tờ chứng minh rằng tôi đã có việc làm và tôi bị mất việc làm trong thời điểm đó là vì đại dịch, chứ không phải là vì gian lận hay vì bất kỳ một nhầm lẫn nào khác. Câu hỏi thứ tư, nếu tôi không có giấy khai thuế, thì tôi có thể nộp những giấy tờ nào khác? Quý vị thân mến, nếu quý vị không có giấy thuế, quý vị có thể nộp một số giấy tờ khác thích hợp với trường hợp của quý vị. Thí dụ, nếu quý vị là những người tự kinh doanh, quý vị có thể nộp giấy phép kinh doanh, biên lai like hoặc hóa đơn kinh doanh Quý vị là công nhân, quý vị có thể nộp cùi check hoặc là W2. Nếu quý vị chỉ có kế hoạch bắt đầu tự kinh doanh nhưng quý vị chưa kinh doanh được bởi vì đại dịch, thì quý vị có thể nộp giấy phép kinh doanh hoặc là những thỏa thuận kinh doanh bằng văn bản. Nếu quý vị có kế hoạch bắt đầu việc làm nhưng quý vị vẫn chưa đi làm được bởi vì đại dịch, quý vị hãy nộp các thư nhận việc của quý vị tức là thư thông báo rằng quý vị đã được nhận vào làm, cho dù quý vị chưa bắt đầu đi làm. Trong đó phải có thông tin của cơ sở hoặc là các hãng xưởng hay tên của người chủ, nơi đồng ý thuê mướn quý vị. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về danh sách các loại giấy tờ này, Lê Đinh mời quý vị tham khảo thêm video số 487 của Lê Đinh bằng cách nhấn vào đường link đang hiển thị ở góc phải trên màn hình của quý vị hoặc là vào đường link mà Lê Đinh để sẵn ở phần description của video này. Sau đây, Lê Đinh xin được phép trả lời câu hỏi số 5. Không có đi làm năm 2019, cho nên không có giấy khai thuế, vậy tôi phải làm sao? Quý vị thân mến, nếu quý vị đã nhận tiền thất nghiệp PUA, và nếu EDD yêu cầu quý vị nộp giấy chứng minh việc làm trong năm 2019, nhưng năm 2019 quý vị không có đi làm và không có giấy khai thuế, điều này có nghĩa là theo luật của liên bang có thể quý vị không đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp pua trong khoảng thời gian vừa qua lê đinh chỉ dùng chữ có thể chứ không dùng chữ chắc chắn bởi vì quyết định đủ điều kiện hay không là còn tùy thuộc vào từng trường hợp riêng của quý vị và còn tùy thuộc vào việc xem xét của idd lê đinh xin được phép nêu một vài ví dụ như sau ví dụ quý vị nhận được thư yêu cầu của idd nộp những giấy tờ chứng minh việc làm trong khoảng từ 1 tháng Giêng năm 2019 đến 2 tháng 2 năm 2020. Mà cả năm 2019 quý vị không có đi làm, thì quý vị phải có giấy chứng minh đi làm trong khoảng 1 tháng Giêng năm 2020 đến 2 tháng 2 năm 2020. Quý vị có thể nộp các cùi check mà quý vị đã nhận được từ việc làm của quý vị trong thời gian đó của năm 2020 hoặc là giấy khai thuế của năm 2020 chứng minh rằng quý vị có đi làm trong những tháng đầu năm 2020. Có nghĩa là quý vị phải có ít nhất giấy chứng minh có đi làm trong khoảng thời gian mà EDD yêu cầu, nhưng không bắt buộc là phải trọn thời gian đó. Giống như những gì mà EDD có nói trong thông báo, rằng tài liệu không cần thiết phải bao gồm toàn bộ thời gian bạn làm việc. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đinh rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Quý vị chỉ cần nhấn một lần nút subscribe và nút chuông mà thôi. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều trước khi tạm chia tay lê đình xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo